Đây là một ngày mà cũng đã được các cựu học sinh của chúng ta mong đợi từ lâu rồi, để được gặp lại những thầy cô giáo kính yêu, để được ôn lại những kỷ niệm rất đẹp tại mái trường Trung học phổ thông Nguyễn Trãi, cũng như những tình cảm ấm áp mà hiếm có dịp mà chúng ta mới được bày tỏ với các thầy cô của chúng ta. Bao năm rồi em vẫn gặp lại mình, vẫn như buổi ban đầu da diết nhớ. Trang giáo án xôn xao dòng suy nghĩ, giờ đến trường rạo rực trái tim em. Bao năm rồi không thể nào quên những kỷ niệm cháy bùng mùa phượng nở. Vì học sinh luôn luôn mới mẻ, vì tình yêu không hề cũ bao giờ. Bao năm rồi vẫn không thể nào quên những gương mặt, những cuộc đời có lòng em ở đó. Để bài giảng không chỉ là sách vở, em nói lên bằng cả tấm lòng mình. Như con tầm ăn lá dâu xanh, nhả cho đời tơ vàng tơ trắng, dạy lòng người suốt đời em mơ ước, để con người biết sống thực vì nhau. Cuộc sống của riêng mình em chẳng có gì đâu, chỉ giàu lắm một trái tim tha thiết. Những thế hệ mai sau gọi em về phía trước, ngọn lửa lòng thắp sáng mãi niềm tin. Hôm nay, sau hơn 50 năm không còn đứng trên bục giảng, tôi được gặp lực lại nhiều thầy cô, đặc biệt là được gặp nhiều trò yêu của tôi. Tôi xin được mượn mấy vần thơ để giải bày với những học sinh yêu của tôi cách đây 50 năm. Và cũng là nỗi lòng và khát vọng của những nhà giáo giống tôi khi còn đứng trên bục giảng. Kính thưa các vị đại biểu, kính thưa các đồng chí trong hội cựu giáo chức, cùng toàn thể các anh, các chị, các em cựu học sinh trường Trung học phổ thông Nguyễn Trãi. Tôi về đây từ năm 1988. Từ những ngày mà chúng tôi còn rất là trẻ, mới có 24 tuổi, chưa xây dựng gia đình. Và chúng tôi còn nhớ những ngày đó, chúng tôi còn phải đạp xe đạp. Con đường vào trường thì chưa làm. Buổi tối đạp xe từ thành phố xuống tập văn nghệ. Và thời đó cùng có anh Chính, anh Lan, anh Tân rất là vui. Các anh còn có thể tập võ ở sân đằng sau của nhà trường. Và ngày đó thì vẫn còn khu tập thể của nhà trường, chúng tôi ở trên thành phố xuống chẳng có chỗ nấu cơm, đều phải vào nhà các anh chị để nhờ ăn cơm trưa, ngủ trưa tại trường. Ví dụ như là nhà anh, nhà chị Ngọc, nhà thầy Phước, rồi rất nhiều nhà thầy cô khác. Và những kỷ niệm với các thầy cô trong trường ở khu tập thể đều để lại cho chúng tôi rất nhiều kỷ niệm và sẽ không bao giờ quên được. Sau 32 năm công tác, giảng dạy và đã được nghỉ chế độ, thì tôi cũng tham gia vào hội cựu giáo chức, thực ra cũng chưa được nhiều, mới chỉ được vài năm. Nhưng được gặp lại rất nhiều thầy cô đã cùng công tác với mình, và đồng thời cũng được biết thêm rất nhiều thầy cô giáo mà mình nghe được nói tên nhưng mà không được biết mặt. Và cứ mỗi lần hội họp hội cựu giáo chức gặp lại các thầy cô, cảm thấy như xúc động, vui và được chia sẻ rất nhiều cái từ thầy cô và ôn lại các kỷ niệm của trường, rồi là của những cái thời thanh niên hoạt động sôi nổi trong nhà trường. Về với hội cựu giáo chức, chúng tôi được gặp gỡ, giao lưu với rất nhiều thế hệ anh chị và các em cựu học sinh của nhà trường khắp mọi miền của Tổ quốc. Tình cảm thầy trò của chúng tôi ngày càng gắn bó. Rất nhiều thế hệ cựu học sinh đã được gặp lại thầy cô giáo của mình, bởi vì các anh chị là những khóa đầu thì bây giờ về trường khó gặp lại và chỉ được gặp lại trong hội cựu giáo chức. Và các anh chị học sinh gặp lại bạn bè của mình rất là phấn khởi, tình cảm thầy trò nồng ấm và rất thân thương. Kính thưa quý đại biểu, quý thầy giáo, cô giáo, thưa các thế hệ cựu học sinh, tôi xin tự giới thiệu, tôi tên là Bùi Ngọc Lương, học sinh lớp E, khóa học 1974-1977, trường phổ thông cấp 3 Nam Thư Trì. Cách đây tròn nửa thế kỷ 1974-2024, tôi và các bạn cùng khóa học bước chân vào cổng trường cấp 3 Nam Thư Trì còn rụt rè bỡ ngỡ. Đến nay, những ký ức thiêng liêng về thầy cô và mái trường, về các bạn vẫn sâu đậm, vẹn nguyên trong tôi.
Ký ức của tôi về thầy hiệu trưởng đầu tiên của trường phổ thông cấp 3 Thư Trì, cấp 3 Nam Thư Trì, trung học phổ thông Nguyễn Trãi. Thầy Phí Văn Huệ, mẫu mực trong sáng về phẩm chất, đạo đức, phong cách và lối sống. Nghiêm khắc nhưng không khắt khe, một trái tim tràn ngập yêu thương. Trí tuệ, tài ba về tổ chức, quản lý, khả năng thu phục nhân tâm, đã cống hiến trọn đời cho sự phát triển toàn diện vì uy tín và danh dự của nhà trường. Ở thời điểm ấy, thầy đã luôn luôn tâm niệm danh dự mới là điều thiêng liêng cao quý nhất. Thầy và ba thầy phó hiệu trưởng, thầy Nguyễn Tác Tràng, thầy Nguyễn Văn Ngọc, thầy Nguyễn Doãn Thụ cùng tập thể lãnh đạo và hội đồng giáo dục đã xây dựng nhà trường ngày càng phát triển cả về quy mô trường lớp và không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức, giáo dục văn hóa. Hệ chuyên toán của tỉnh đặt tại trường đến năm 1988 được tách khỏi trường và thành lập trường Trung học Phổ thông chuyên Thái Bình, đã khẳng định được vị thế và uy tín của nhà trường trong ngành giáo dục tỉnh Thái Bình. Hôm nay là một dịp thật đặc biệt khi chúng em được trở về với mái trường yêu dấu, nơi đã chắp cánh cho bao ước mơ hoài bão của biết bao thế hệ học sinh. Nhân dịp kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Hội Cựu Giáo chức, thì chúng em, những người đã may mắn được học dưới sự dẫn dắt, dạy bảo tận tình của các thầy cô, xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc và niềm tự hào khi được là một phần của đại gia đình trường Nguyễn Trãi. Các thầy cô là những người đã truyền đạt cho chúng em không chỉ kiến thức mà còn dạy chúng em những giá trị sống quý báu, những bài học làm người, từng trang vở, từng bài giảng, từng lời động viên, tất cả đã góp phần xây dựng nên những nền tảng vững chắc để chúc em bước vào đời với sự tự tin và vững chãi. Nhờ có thầy cô, chúng em không chỉ biết cách giải những bài toán khó mà còn học được cách đối mặt với những thử thách của cuộc sống, để mỗi người trong chúng em có thể tự tin đứng vững trên con đường mà mình đã chọn. Hôm nay khi trở về đây, lòng chúng em tràn ngập những ký ức, niềm vui và cả sự xúc động. Nhìn lại chặng đường đã qua, chúng em càng thêm trân trọng những giây phút quý báu dưới mái trường này. Dù mỗi người một phương trời, một cuộc sống khác nhau, nhưng trong sâu thẳm, mỗi chúng em hình bóng của các thầy cô, của bạn bè, của ngôi trường Nguyễn Trãi vẫn luôn hiện hữu như một phần không thể tách rời của tuổi thanh xuân. Chúng em cũng rất vui vì nhân dịp này chúng em được chia sẻ về hành trình gắn bó với nghề giáo cao quý của thầy cô, được ôn lại kỷ niệm thầy trò cũng như những kỷ niệm bạn bè cùng học dưới mái trường Nguyễn Trãi. Cuối cùng, thay mặt cho các cựu học sinh chuyên toán Thái Bình, chúng em xin lời gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới toàn thể các thầy cô giáo và các anh chị, các bạn có mặt trong buổi lễ hôm nay. Chúng em xin kính chúc các thầy cô luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và tiếp tục là nguồn động viên, tinh thần là ngọn đèn soi sáng cho các thế hệ học trò sau này. Nhân dịp kỷ niệm 10 năm thành lập hội và hướng tới 60 năm ngày thành lập trường, giao lưu với giữa cựu học sinh với cựu giáo viên, ban chấp hành cùng toàn thể các thầy cô trong hội cựu chức quyết tâm ra quấn kỷ yếu về với cội nguồn kịp để gửi tới các thầy cô và các anh chị em trong tỉnh này. Tôi cũng xin nhờ các cô, các thầy ở trường Nguyễn Trãi giúp chúng tôi gửi đến các thầy, các cô cùng các anh chị em học sinh cuốn kỷ yếu ngay bây giờ, và chúng tôi đã để sẵn ở trên này đại diện cho các đại diện cho các vị đại biểu nhận quyển kỷ yếu này.